du lịch từ từ thì muốn ra tự nhiên chạy sầm sầm vô Huế rồi chạy sầm sầm ra tôi mới đi đã gọi nên đi người ta mới ngắm mất đồng tiền rồi thử sức cho nó thoải mái chứ. Vâng, nhưng mà do là xe cậu hạ xa quá. Thôi chạy nữa loa phóng thanh đó. Vâng. Con thấy chưa? Dạ thấy rồi. Mày chụp chưa? Có chụp không để cho thấy đây phía dưới cháu chả thấy gì cả. Cái này cho xuống đây mình chụp cái loa phóng thanh cái này. Anh thấy vừa nhỏ này nó lâu rồi này. Đây. À cháu thấy cái loa rồi, coi. Đấy, chú coi thôi. Đây các bạn đây là ở chỗ cầu Hiền Lương này. Chỗ tháp canh gác này. Chụp phát. Không, cháu chỉ coi thôi. Cái này mới xây lại chứ. Cái này mới sơn, lại. Sơn lại. Xây lại là cái bốt đấy, cái bốt thì xây lại. Cái cầu là sơn lại. Chào các bạn, bây giờ mình đang ở chỗ khu vực di tích cầu Hiền Lương này, đôi bờ Nam Bắc này, các bạn xem. Đôi bờ Hiền Lương bất diệt. Bên hải bên hải. Các bạn xem, cái cầu Nam Bắc kìa. Cái này là cái còi, mở loa là cái còi. Còi quả báo động. Quả báo động. Thì gặp có lần đúng. Cái nào kêu anh? Xoài 4 bền, 3 bền. À đồng hồ thằng Bi kêu à? Điện thoại bỏ cấu ra. Nó nói mới lưỡi trời. Dưới nha. Ngày xưa mà đúng là công nhận. Mới theo cái đề phóng đang cái chế độ cũ. Cứ bố cái cầu ở đằng nhau đi lại được nhỉ. Nếu mà nó ra sao không? Tiền thuyền chúng ta làm gì có cầu. Chào các bạn, giờ mình đang ở chỗ khu vực di tích quốc gia đặc biệt cầu Hiền Lương rồi. Lúc nãy mình vừa quay cầu rồi. Châu. Chưa. Chưa gì vậy? Qua được chưa? Qua được chưa? Đã quay được rồi. Thì chắc là cái cổng nhỉ chú nhỉ? Ừ, cổng đó. Cổng của cầu đó. Thôi. Thôi. Mình sẽ đi ra chứ lại xem cái cột cờ này của mình miền Bắc này. Ra cái chân là đồ thôi. Rồi. Sau bên kia đi theo đoàn đây giới thiệu đây là cột cờ giấy tín miền Bắc. Đây là bản đồ. Đứng lên đó. Các bạn thấy không? Đấy cột cờ giấy tuyến. Đây kia là nhà phục vụ. À đứng nào. Đây là cái nhà gì thì mình không biết được thôi. Đây là một cái nhà để họp nhỉ, đây là một cái tượng. Đây cũng là một cái nhà, cái tích, cho nên là cái kia là cái cổng. Đây kia là chỗ nhà trưng bày Khát Vọng Thống Nhất vị trí 17. Chú ơi,
có lại cái nhà chỗ trưng bày không? Đúng. Đây, các bạn cho xem.